Xin kính chào quý khán giả của FPT Play. Sau món khai vị giữa Anh Pháp và các cầu thủ Hiệp Hoa Group thì giờ đây chúng ta sẽ đến với món chính trong bữa tiệc bóng đá của cúp 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2021 tại vòng đấu bán kết. Cuộc đối đầu Bắc Nam giữa hai đội bóng Du Lịch và Zbit Sài Gòn. Công Cuba là người đeo chiếc bạc đội trưởng của Zbit Sài Gòn ở trận đấu này. Còn bên phía Du Lịch đó là Cao Văn Nhật, Nhật Tân. Đây là đội hình ra sân của Du Lịch trong trận đấu bán kết. Những cái tên có mặt trong đội hình chính thức của họ đó là số 4 Nguyễn Chiến Thắng, số 10 Định Văn Hưng, số 11 Cao Văn Nhật, số 12 Trương Thanh Duy, số 13 Lê Thành Linh, số 15 Phạm Văn Đức và số 18 Trần Anh Đức, Đức Tỉn. Về phía Zbit Sài Gòn thì ngày hôm nay họ sẽ tung ra sân số 1 Thủ Thành Nguyễn Đăng Thảo, số 9 Hồ Khánh Huy, Huy Mares, số 11 Vũ Quốc Hưng, Hưng Nghệ, số 13 Đặng Phước Hạnh, Hạnh Ba Lô, số 25 Mai Thành Danh, Toại, Toại Super, số 76 Trần Tuyên, Tuyên Junior và đội trưởng số 77 Nguyễn Hồng Công, Công Cuba. Huấn luyện viên trưởng của Zbit Sài Gòn là ông Trương Hồng Tài. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu bán kết 2 của cúp bóng đá 7 người vô địch toàn quốc United Cup 2021. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên. Trong hiệp 1 này thì các cầu thủ Du Lịch trong trang phục áo màu xanh lá cây, quần trắng sẽ bảo vệ phần sân phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Nhật Tân, đây là cơ hội phản công dành cho Du Lịch. Đường chuyền tốt. Hơi đáng tiếc là số 10 Hưng Sốp đã không thể khống chế tốt tình huống bóng vừa rồi. Hưng Sốp đã không thể có một điểm chạm tốt. Vũ Quốc Hưng qua người rất hay. Vẫn đang là Vũ Quốc Hưng. Vũ Quốc Hưng. Vũ Quốc Hưng. Không có bàn thắng dành cho Zbit Sài Gòn. Đó là một pha solo rất ấn tượng đến từ Hưng Nghệ. Sau một nhịp lắc, vượt qua thêm cầu thủ thứ hai. Đánh đầu. Tình huống bật lên là của Hạnh Ba Lô. Trong tình huống vừa rồi thì Hạnh Ba Lô không bị ai theo kèm cả. Anh đã có một nhịp nhấc ra, nhưng bàn thắng thì vẫn chưa xuất hiện. Hưng Sốp không vào. Không phải như vậy, người đã bật cao đó là Đức Chris. Himares vẫn còn. Đường chuyền vào trong. Cú bắt vô lề ngay đến từ Toại Super. Và thoát xuống nhanh đến từ Huy Maret. Cầu thủ sẽ được triệu tập lên đội tuyển. Bộ đội tung tít cũng như là Đức Chris đang ngăn cản ở Super Toại. Hưng Sốp, cơ hội cho Hưng Sốp. Hưng Sốp đã không thể thắng được thủ thành Đăng Thảo. Một sai lầm có thể nói là hiếm hoi của Công Cuba. Khánh Mares phải ra tuyệt vời Đức Tỉn. Và cũng phải dành chữ tuyệt vời cho pha phối hợp của các cầu thủ Zbit Sài Gòn. Ngay đầu hiệp 2 này thì cả hai đội bóng đều đã có những cơ hội. Thắng Cốc. Phản xạ tốt đến từ Đăng Thảo. Một tình huống chấp chới, nhưng Đăng Thảo vẫn kịp có những bước lùi về và tung người đâm bóng. Nó không hòa thì Đăng Thảo đã trở thành một nhân vật chính trong các màu áo các cầu thủ Zbit Sài Gòn ở quãng đầu của hiệp 2 này. Một cú đá bóng lên có ý đồ đến từ Thắng Cóc. Chơi thẳng mặt với Hưng Sốp. Không có lỗi của Hưng Nghệ. Phản công cho các cầu thủ Zbit. Phùng trống lưng. Đường chuyền hợp lý. Sài Gòn. Anh Ba Lô là người đã ghi bàn giúp cho các cầu thủ Zbit Sài Gòn phá vỡ được thế cân bằng. Nhưng chúng ta sẽ phải dành lời khen đến từ đường chuyền cực kỳ hiểm hóc của Luân sư phụ. Một đường chuyền chuẩn bài phút sàn về cột 2. Và Hạnh Ba Lô biết mình phải làm gì. Luân sư phụ đã xỏ hàng được Cao Văn Nhật. Một pha đưa bóng sệt, miết bóng xuống và rất đơn giản cho Hạnh Ba Lô. Rất đúng với bài của sân 7 cũng như là phút sàn. Bóng được đưa rất hợp lý đến phía cột xa. Rất tốt, vẫn là các cầu thủ Du Lịch. Linh Bách chấp nhận chơi rào để tìm kiếm bàn thắng. Linh Bách đưa bóng vào dứt điểm. Đức Chris, Đức Chris, Đức Chris. Huấn luyện viên Ngọc Anh Tệu cũng đã bước vào sân. Một lần nữa chúng ta xem lại bàn thắng của Đức Chris. Du Lịch đã chấp nhận chơi rào trong một cuộc chiến với các cầu thủ Zbit, nhưng Linh Bách là người đã kiến tạo để Đức Chris ghi được bàn thắng gỡ hòa. Linh Bách đã tự tin dâng cao vì ở phía sau có Đức Tin. Đây là 7 phút mà chúng ta không thể rời mắt khỏi màn hình. Rất nguy hiểm. Cơi Thành Messi không vào. Đó là tình huống mà Công Cuba đã rất nỗ lực để tự sửa sai. Như vậy là Tùng Tít đã rời sân, anh nhường lại vị trí cho Đức Thủy Lợi. Đó là sự thay đổi người tiếp theo đến bên phía các cầu thủ Du Lịch. Cực kỳ hồi hộp dành cho cả đôi bên. Tuyến 2 của Công Cuba, cú đá không thành công. Phản công dành cho các cầu thủ Du Lịch. Được chuyền tốt dưới đệm. 2-1 dành cho Du Lịch. Và Robert là người đã hoàn thành được cú lội ngược dòng của các cầu thủ Du Lịch khi mà trận đấu chỉ còn lại chưa đầy 5 phút nữa mà thôi. Vẫn là một Du Lịch đắm say, đầy mê hoặc. Và lại có những va chạm. Chắc chắn sẽ có những nhân vật mà cảnh sát cơ động sẽ mời khỏi sân. Không thể để cho cúp bóng đá 7 người vô địch toàn quốc bị xấu đi như thế này. Nhưng điều quan trọng nhất là các cầu thủ Du Lịch đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Phối hợp trung lộ. Giờ thì chúng ta hãy cùng chờ xem là Du Lịch sẽ chơi màn đuổi bắt này như thế nào. Rất quyết liệt. Rất quyết liệt. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho Thành Messi. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, nhưng chắc chắn là thời gian bù giờ sẽ khá nhiều. Du Lịch chỉ còn lại 6 người. Nam Nhóc đã tránh được đòn. Và thẻ đỏ là xác đáng dành cho Thành Messi. Đây là một động tác không nên có đến từ số 17 của Du Lịch. Đường chuyền ngang. Công Cuba thả đẩy, chuyền ngang. Phán xạ tuyệt vời của Đức Tiến. Pha xử lý thiếu an toàn. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Trọng tài đã rút ra một chiếc thẻ đỏ với Nam Nhóc. Một pha bóng mà Nam Nhóc đã có động tác thừa sau tình huống băng vào của Đức Chris. Như vậy là lúc này thì quân số của đôi bên là ngang bằng nhau. Đồng hồ trên sân cũng đã chỉ rằng quãng thời gian bù giờ 6 phút đã qua. Chúng ta hãy cùng xem lại pha quay chậm này. Cũng có một động tác thừa đến từ Nam Nhóc và án phạt là một chiếc thẻ đỏ. Vũ Quốc Hưng đi bóng. Vũ Quốc Hưng, Trần Duy. Đây là Công Cuba. Bóng đã đập trúng sang ngang. Và cuộc chiến trong một chiều mưa tại thành phố biển Nha Trang đã kết thúc. Du Lịch là đội bóng đã có được tấm vé vào trận đấu chung kết sau khi họ có được một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước các cầu thủ Zbit. Như vậy là chúng ta đã xác định được hai đội bóng vào đến trận chung kết, đó là Du Lịch và Hiệp Hòa. Đến đây thì chúng tôi cũng xin khép lại buổi tường thuật của FPT Play về những trận đấu tại cúp bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2021. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.